Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Bát Đậy. Trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhé. Hôm nay thì mình đang xuống xưởng cơ khí và hiện tại thì cũng có khá là nhiều thanh niên xuống đây cùng với mình. Thôi, hôm nay không lừa mấy anh chàng đó đâu. Ui, các bạn ý lên ốc xưởng đông ghê. Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội ở trên ốc xưởng à? Kệ vậy, bên ngoài có bắn nhau kìa. Tiếng chân nhiều đấy nhở. Đó, súng cận chiến đã có, súng tầm xa cũng đã có, chỉ thiếu mỗi phụ kiện mà thôi. Ui, tiếng lúc đâu ấy? Bên ngoài có mấy người lên kìa. Ghê chưa anh em ơi, từ từ. Yếu một bé này. Ơ, ngồi xuống à? Có bạn gì ơi? Sao bạn lại ăn kill của mình? Đâu rồi, bạn đâu rồi? Này thì ăn kill của mình này. Ăn kill của mình thì mình đòi lại. Gục hai này. Đó. Tội dám ăn kill của mình. Gạt trước anh em ạ, xong rồi trực tiếp. Ui, khá nhiều đồ ngon. Ui, bên kia có người. M60 à? Nào, ra đây. Không ra thì mình công tới luôn này. Cầm M60 mà ngon với mình nhỉ? Ở đâu nhỉ? À đây rồi. Đó. Xong nhá. Hai viên đạn lạc vào đầu. Để xem đồng đội bạn có đến đây không nào. À, kia kìa. Thảo nhỉ? Yếu này. Xong. Lòi nhà lòi nhoi lòi ra làm gì hả bạn ơi? Mình xin nhá. À, ok ở đây. 4 kill. Nhưng mà chưa clear bất kỳ một team nào. Toàn bắn gục thôi anh em ơi. Kể ra anh em giao tranh ở đây cũng nhiều phết nhở. Xác cũng khá nhiều ấy chứ. Còn ai quanh đây thì ra nốt đi. Ok, không ai thì mình lút đồ vậy. Ui, bạn này còn mỗi cây shotgun anh em ạ. Chẳng biết là xuống lâu hay chưa, nhưng mà trên người mỗi một cây súng là buồn rồi. Bạn này cũng thế này, mỗi cây UMP. Mình chỉ không hiểu là bên ngoài cái xưởng cơ khí này thì có... Ui, có người anh em ơi. Một bé bay đập. Đau đấy. Này thì bắn mình này, gục nhá. Mình xin. Hai bé. Ơ mà tự dưng hôm nay anh em thấy là mình vuốt cái cây T90 này headshot nhiều không? Tự dưng thấy nhiều ghê anh em ạ. Giá như mà vuốt cây MP nó cũng được như cây P90 thì sướng nhở. Mình vuốt MP thì toàn găm vào người thôi. Thế mới đau chứ lị. Anh chàng này có MP này. Mặc dù là hôm nay mình có duyên với cây P90, nhưng mà thôi, không ham anh em ơi. Cứ MP chắc. Có X18 này. Nhưng thôi, bỏ đi anh em ơi. Hôm nay thì mình sẽ bắn SK nhá. MP40 cộng với SK. Một trong những combo súng mà từ OB20 trở về trước nó được coi là mạnh nhất. À, còn cây AK nữa. Có anh em thì sẽ thích bắn AK, còn có anh em thì sẽ thích bắn SK. Nhưng mà sang OB21 thì chắc là anh em biết là cây súng gì cũng đang làm mưa làm gió mà phải không? X18 cộng với lại M1887. Không biết là anh em trong kênh của mình có thích bắn hai cái đó không? Anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Có người kìa. Mình vừa thấy một bé chạy qua thùng nước xong. Từ từ anh em ơi. Đó, em thấy không? Trước mặt mình kìa. Nhưng mà mình không bắn ngay đâu. Để xem là team này có mấy người đã. Hình như là có một người thôi anh em ơi. Khi mà anh em đi team ấy, hoặc là anh em solo squad ấy, thì nếu mà thấy người ấy thì anh em đừng bắn ngay nhá. Đợi xem là team ấy có mấy người đã. Chứ nổ súng nhận. Ú, thấy mình rồi cơ à? Làm gì căng? Nào ra đây. À, thấy rồi. Đi đâu? Mình xin. Một anh chàng còn sót lại của cái team nào đấy. Hay là bạn ấy cũng có sở thích đi solo squad như mình nhỉ? Vừa đi vòng lên đây thì thính lại rơi ở xưởng cơ khí. Thế có cày không chứ lị? Đang tính là kiếm thêm ít bom keo. Tại vì là mình mới có 2 trái. Hôm qua thì rõ là nhiều. Hôm nay thì tìm mãi mới 2 trái.
Đúng là hôm thì dùng không hết, hôm thì tìm mãi không thấy đâu. Phía trước mình có hai người. Ui, ba người cơ à? Yếu này, yếu này, gục một bé này. Các bạn này cũng trâu ghê đấy, bắn mà toàn mười mấy đam không à. Không biết ăn nấp được hay chưa. Mình không kịp gạt anh chàng kia, tiếc ghê. Nhưng mà cũng đành bỏ thôi chứ sao giờ. Ui, phía sau có người cơ à? Ghê đấy, may mà bạn bắn shotgun tầm xa. Nào tới đây. Này shotgun này, bên kia cũng có người anh em ạ. Căng đấy. Mình sẽ xuống cái mép đồi này. Ui, đạn nó bay kìa. Gạt anh chàng này trước. Anh em nhớ là khi mà mọi người mà gặp mấy thanh niên mà cầm shotgun á, thì anh em đừng để mấy bạn ý áp sát nhá. Nếu mà anh em cầm MP ấy, thì anh em cố gắng giữ vị trí tốt một chút. Nếu mà người ta công tới ấy, thì anh em lui về. Còn nếu mà người ta không công tới ấy, thì anh em ke ke tầm xa thôi. Hoặc là nếu mà anh em vẫn muốn công ấy, thì anh em nhớ là đi vòng ra và giữ khoảng cách với cái thanh niên mà cầm shotgun, chứ không là toàn đấy. Áo hồng kìa. Đi đâu? À, chưa biết mình à? Chưa biết mình ở đâu thì mình xin. Mình ở dưới này cơ bạn ơi, làm gì còn ở trên đấy đâu. Ném bom keo thì cũng phải nhìn xem là bị bắn từ hướng nào thì phải ném chứ. À, nếu như mà anh em trong kênh của mình mà còn bạn nào chưa biết cách xác định hướng bắn của địch khi mà địch bắn bằng nòng bắn thanh ấy, thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em chỉ nhìn cái quần đỏ đỏ ấy, khi mà mọi người bị bắn ấy, thì nó sẽ sáng lên. Thì cái quần đấy nó ở hướng nào thì địch ở hướng đó nha. À, có người anh em ơi. Yếu này. Mình xin. Lia. Nếu mà anh em vẫn chưa hiểu cái mình nói ban nãy ấy, thì anh em xuống phần mô tả của video này thì mọi người sẽ thấy một cái chỗ là xem thêm mẹo tại đây. Đó, thì anh em ấn vào cái đấy. Xong rồi anh em tìm tới cái video mà xác định hướng bắn của địch khi mà địch bắn bằng nòng đảm thanh ấy. Đó, chính nó. Anh em vào xem, tí là hiểu à, dễ cực kỳ. Ui, có người anh em ơi. Đang chạy bo kìa. Yếu này. Ây à, trâu đấy. Trâu thì bắn lâu cũng gục. Nào bạn bò đâu? Bò đi đâu? Mình xin nha. Vẫn còn đồng đội, nhưng mà không thấy đồng đội chạy phía sau. Hay là đồng đội của bạn ấy chạy trước rồi nhở? Hiện tại thì chúng ta còn 8 người, trừ mình ra là còn 7 người. Cũng đồng phết đấy chứ. Thấy rồi nhá, mới chẳng ở trên tròi nha em ơi. Phải thật từ từ anh em ạ. Không được manh động. Kìa, các bạn vẫn đang ở trên tròi kìa. Mình sẽ chờ, chờ tới khi các bạn nhảy xuống. Và đó cũng chính là thời cơ dành cho mình. Ơ, đây rồi, cuối cùng thì cũng chạy xuống rồi. Yếu này, yếu nữa này, gục một bé nha. Ui, sao lại bắt tâm một người gục ta. Rồi xong, một bạn đã thoát rồi anh em ạ. Giá như cái tên kia mà nó không bắt tâm vào cái anh chàng gục có phải ngon được không. Vẫn đang chạy kìa. Đi đâu. Xong, như vậy là liều một team. Đó, nhiều khi phải rình mồi kiểu đấy anh em ơi. Không phải là cứ thấy địch xong rồi bắn ngay đâu. Cứ phải bình tĩnh, chờ thời cơ. Ui, may quá. Trái mìn nhưng mà mình không bị làm sao, do mình chạy hơi xa. Còn 6 người cơ à. Vậy là trừ mình ra còn 5 người. Còn tầm 2 team. Có bắn nhau kìa. Một bạn vừa xong anh em ạ. Bo cuối rồi, mình lại không có bom keo nữa chứ. Ui, xong rồi nhồi. Các bạn ấy thấy mình rồi. Tiếc thế nhờ. Bom keo lại còn không có này. Gạ chảo kìa. Ừ, có tiếng nó xuống anh em ơi. Đây rồi. Này thì xoay xoay này. Xoay xoay thì bay ngay cái đầu này. May quá, giết được một bé rồi. Bên dưới có một bé nữa kìa. Ui, bom keo nhanh nhé bạn ơi.
Chẳng qua là mình không có bom kèo nha. Lên tạm cái cầu này đi. Chứ bây giờ thực sự là mình không biết đi đâu. Tại vì là mình không hề có bom kèo. Mà cái bo thì nó lại trống. Dưới gầm cầu thì có một bạn đang ke rồi. Hàng rào có một người đang ke luôn kìa. Hy vọng cái bo sẽ lên trên này. Ui, bom kèo nhanh như cắt vậy. Nè, còn mấy trái lưu đạn tặng các bạn nốt này. Đấy. Ơ, cục kìa. Ngon. Gục 2 nhá. Làm sao để gạt được bây giờ? Gạt anh chàng ở trước vậy. Như vậy là còn 2 người. Tặng nốt cho bạn trái liệu choáng này. Đấy. Các bạn không chạy ra nhờ. Thôi toang mình rồi. Làm sao giờ nhỉ? Ui bắn được kìa. Rồi xong. Bó tay anh em ơi. Ui các bạn này lắm bông keo thế. Cho mình 1-2 trái bông keo có phải mình ngon được không? Hơi nhọ anh em ạ. Thôi thôi, đành chịu vậy chứ biết làm sao giờ. Trận đấu ngày hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Nếu như anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.